Vâng, xin chào. Đúng ạ, vâng. Hay ghê nhỉ. Vâng. Cháu cảm thấy có kính chuồn chuồn nào. Chuồn chuồn à chú? Ừ. Là như nào? À. Là như nào chú? Xem có kính chuồn chuồn nào không? À không. Của Mỹ. Cháu không. Chưa nay ít khán giả lắm chú ạ. À. Nay có ít khán giả. Xem có kính chuồn chuồn nào cho nó ngắm thế nào. Chưa, chốc nữa. Xem có chú nữa nào. Chưa, tí nữa. Chú nữa đẹp kia mà đéo chiếu à? Không, chiếu nữa đâu, có ai đâu. Ông cháu quê tận ông cháu quê tận đâu? Cháu á? Cháu ở bên Hà Đông. Giới thiệu trận thi đấu tiếp theo, hạng cân 85 kg, Nguyễn Tất Lộc, trường phổ thông Lăng Khiếu, thể dục thể thao Olympic, Ngô Thành Tân, Vĩnh Phúc vào ghế. Mời tổ trọng tài lên điều hành trận đấu. Các bạn ạ, lại gặp hai ông đồ khá nổi tiếng, đó là Ngô Thành Tân và Nguyễn Tất Lộc. Chiều hôm qua thì Ngô Thành Tân. Giới thiệu trận thi đấu tiếp theo, hạng 85 kg, giành giải Nguyễn Tất Lộc Nhi, trường phổ thông Lăng Khiếu, thể dục thể thao Olympic, khối đỏ. Vâng, hội sóng Gia Lâm. Ngô Thành Tân, Vĩnh Phúc, khối xanh. Giống hội sóng Gia Lâm anh. Hai đô và sới. Tân thì tác phong lúc nào cũng rất là máu chiến. Hôm qua hai này gặp nhau à? Không. Không, hôm qua không có Lộc, hôm qua chỉ có không Tân thôi. Hôm qua chỉ có Tân này. Tân với Ngô Thành Long. Vâng. Tân với Long của Yên Phong. Anh đồ cặp này đánh hay. Nhưng mà cặp này thì Tân sẽ nhỉnh hơn một tí, nhưng mà chưa biết thế nào được. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Đánh vật dân tộc này khó nói lắm. Hai ông đô vào xong như Lập với lại Sơn là những ông đô đánh hội làng khá là nhiều rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn thua những ông đô rất ít tên tuổi. Đấy, bốc được rồi, giặc sau rồi, hay thế. Rồi Nguyễn Tất Lộc của chúng ta hung lồ khối đỏ đã sang sau. Bây giờ chỉ còn hạ gục đối phương thôi. Tân mà không cẩn thận là Tân sẽ thua. Rất dễ thua Tân ạ. Vì cân nặng và chiều cao của Tân với Lộc là ngang nhau. Còn để mà bốc nổi là chắc chắn là sẽ bốc nổi. Quý vị đại biểu, quý vị khán giả đang theo dõi keo vật giữa hai đô Nguyễn Tất Lộc, trường phổ thông Lăng Khiếu, thể dục thể thao Olympic, và đô Ngô Thành Tân, đơn vị Vĩnh Phúc, ở hạng cân 85 kg. Phải nói là thân thủ của Tân khá là nhanh nhạy các bạn ạ, di chuyển rất là nhanh. Ồ, làm sao đây, làm gì? Lộc cẩn thận lên em. Sang sau hay quá nhỉ, tự nhiên được cú sang sau 2 điểm. Sang sau 2 điểm. Rồi, bây giờ làm gì, bốc lên. Đánh biếc sườn đấy. Rồi, ông Đô Tân mà đang ngồi kiểu dạng hàng cái này thì khó ai có thể làm gì được các bạn ạ. Trong tất cả các ông Đô Nam, Đô Vật Nam, rất ít người có cái đòn dạng háng mà xoạc được rộng như này. Tối rồi, hơi tí nữa thì tí nữa là thành tự sát các bạn ạ. Tí nữa thì Lộc lại thành tự sát. Cho hai đôi một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần thi đấu của hai đôi trên sân sớm. Thôi bị bốc rồi. Lộc khi mà bị Lộc kéo bó thì Tân túm được chân của Lộc. Quả này thì Tân chuẩn bị kéo bó thì Lộc lại túm được chân của Tân. Thế là nếu như mà ghi được quả chân này thì không thể hiện được đòn kéo bó đâu các bạn ạ. Và đánh miếng khác rồi. Không thể đánh được miếng này rồi. Chuyển miếng nữa thôi. Nào Lộc làm gì được không em? Đứng lên cẩn thận nhá. Cẩn thận không thua đấy. Đứng lên là nguy hiểm đấy em. Đấy thấy không? Các bác thấy thân thủ của Tân phải nói. Như ông đồ hay nhờ. Thoát miếng rất hay đấy. Thoát ngay. Ra ngoài rồi. Hay lắm các bạn ạ. Tân hôm nay đánh hay. Đô khối đỏ chỉnh lại trang phục. Phải nói là Tân đánh cũng hay và Lộc đánh cũng rất tập trung. Tân này nhưng mà thoát mấy miếng thoát đấy hay. Tập trung. Hôm nay Tân đánh quá hay. Đấy, lúc đầu Tân rất là hùng hổ và di chuyển luôn, nhưng mà hiện tại mà đánh với Lộc khoảng gần hết một hiệp thôi là Tân trận đấu tiếp tục. Bắt đầu có một cái sự mệt mỏi của ông đồ Tân Vĩnh Phúc.
Ngô Thành Tân đến từ Vĩnh Phúc. Đấy, Lộc cũng này rất là quyết tâm. Quánh là phải thắng. Nên là rất nhiều hai điểm sáng sau cho ông Đô Lộc của chúng ta các bạn ạ. Phải nói là hôm nay là một cái giải vật khá là xanh chín cho các ông Đô. Lộc mà phải chịu khó sang sau, chứ mà Lộc mà để Tân sang sau thì Tân có nhiều mới đánh hơn là dễ là Lộc thua lắm. Lại thoát rồi, túm được hai chân là ngon đấy. Cố rồi. Bằng mọi giá là Lộc, Tô Lộc của chúng ta là cũng vẫn phải tấn công thôi, chứ không được phòng thủ. Hiện tại mà đánh phòng thủ với Tân là dễ thua ấy. Tân chưa đánh. Rồi, Tân đánh rồi. Úi giời ơi, không bốc được, không bốc được. Toát đầu lên rồi, bóc được cái đầu lên rồi. Úi giời ơi, chết rồi, Tân sang sau mất rồi, Lộc ơi. Không là khó đấy, thua mất. Để đông lô Tân nhảy lên, nhảy hai cái chân lên, các bác thấy. Rất khỏe. Đấy, trượt tay. Ra ngoài rồi. Trượt tay. Hai đô vào giữa sới. Khá đáng tiếc cho Nguyễn Thành Tân của chúng ta. Vào giữa sới, trận đấu tiếp tục. Quả quyết định thì tuột tay. Thực ra thì chiều nay là rất là nắng, nhưng mà trên sân sới là gió mát các bác ạ, nên là hai ông Đô vẫn chưa thấy ra mồ hôi. Đấy, ông Đô Tân của chúng ta thì có những cái cách thoát miếng và cách di chuyển rất là nhanh, thể hiện được một cái ông Đô mà có sự luyện tập rất là bền bỉ, kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm các bạn. Cái chân ông Đô soạc mà nó là như kiểu là diễn viên ba lê, múa ba lê các bạn ạ. Thế này được chịu rồi, như kiểu là con ếch mà chui vào miệng con rắn ấy, mà con ếch nó soạc chân rộng quá là con rắn chịu, cũng phải lè ra thôi. Rồi hất được một cái chân lên bụng đi em, là bắt đầu là cầm chân kia nốt là ăn hết. Hết thời gian thi đấu hiệp một, hai đô tạm nghỉ. Tạm nghỉ, phải tạm nghỉ thôi. Hay của nó đây các bạn. Tân này đánh hơi chậm thôi ạ. Hiệp này có giải quyết không? Tân uống nước rồi. Tân có điệu cười rất là gì nhỉ? Rất là giản dị các bạn ạ. Đấy. Và khi mà Tân vật ấy là Tân cũng cứ nhe răng Tân cười như thế thôi. Hình ảnh của Tân thì bao giờ cũng thế, là khi mà nghỉ thì cũng di chuyển như kiểu những chú tượng ở trong công viên, là sợ đông máu nên là sợ là nó bị nguội mất khí thế, nên là Đô Tân của ta phải di chuyển liên tục để khí thế thi đấu lúc nào cũng hừng hực trong người các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn lại cơ bắp của ông Đô Tân của chúng ta đấy, đôi chân này mà dạng xoạc như kiểu diễn viên ba lê, phải nói là khớp xương. Hết thời gian nghỉ, mời hai đô vào thi đấu hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu. Nào, quyết định đi, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Hay quá. Vâng, quá tiếc là Tân, mà đáng khen cho Nguyễn Tân Lộc. Phải nói là đoàn hai đô đứng giữa sới công bố kết quả ở lúc 0 phút 10 giây hiệp thi đấu thứ hai. Đô Nguyễn Tất Lộc, trường phổ thông Lăng Khiếu thể dục thể thao Olympic thắng cuộc. À, Lộc hôm nay là đầu quân cho thể dục thể thao Lăng Khiếu thể dục thể thao các bạn ạ, chứ không phải là đầu quân cho Nghệ An. Nghệ An nhỉ. Vâng.